kết cái bó hoa tiền. Với số lượng tiền của bó hoa này là 30 tờ các bạn nhé. Để chúng ta kết làm sao để được bó to và chắc chắn các bạn nhé. Và mình thì mình sẽ lấy một cái miếng xốp như thế này. Thì các bạn có thể sử dụng xốp thùng, cái trái cây thùng đông lạnh nhé. Thì mình sẽ lấy một cái ống nước, mình cắt ra khoảng độ 30 phân. Mình sẽ bắn keo nến vào cái đầu ống nước này các bạn này. Bắn chúng ta lần đầu tiên là chúng ta bắn keo nến vào đầu ống nước xong cắm xuống thật sâu nha các bạn. Ấn cho thật sâu vào. Bây giờ mình phải để xuống đất mình ấn thật sâu các bạn nhé. Ấn mà nó gần qua bên kia ấy, thì nó mới chắc được. Rồi xong chúng ta lại bắn thêm cái lớp keo tiếp theo này. Cái lớp keo nến tiếp theo để cho nó chắc cái cốt, chúng ta tạo một cái cốt cho nó thật chắc chắn nha các bạn. Bắn keo nhiều nhiều vào các bạn nhé. Và xong rồi chúng ta, trong cái thời gian mà chúng ta đợi cái cốt này nó khô keo á, thì chúng ta có thể quấn tiền nhé. Cái cốt này thì nó có thể đứng được này các bạn. Thì chúng ta đi xếp cái tờ tiền để chúng ta bó hoa này. Cái tờ tiền ngày hôm nay mình làm là mệnh giá 20 ngàn nha các bạn nhé. Thì các bạn tùy, các bạn có thể là sử dụng những mệnh giá khác nhau nha. Thì mình sẽ sử dụng một cái que, mình để vào giữa và mình lấy băng keo mình dính này. Để xong rồi chúng ta cuộn nó lại, cuộn hai mép lại, nhớ xe cho nó đều nhau các bạn nhé. Thì chúng ta gấp đều nhau rồi chúng ta dán băng keo lại. Đó, chúng ta lại dán băng keo lại để cho nó cố định. Rồi chúng ta dán xích xuống dưới chân nữa này các bạn này, để cho mà khi mà mình cái que kẽm nó không dễ bị tụt khỏi cái tờ tiền ấy, nó không dễ bị tuột khỏi nha các bạn nhé. Thì bạn quấn làm sao mà khi mà chúng ta nhổ cái tờ tiền lên nó cũng không dễ dàng bị tuột ra các bạn ạ. Thì chúng ta có thể kéo xích xuống dưới và chúng ta cứ thế chúng ta làm như vậy nhé. Đó, để cái que kém vào giữa, vào giữa này. Thế xong rồi chúng ta quấn gấp tờ tiền lại nhá. Gấp tờ tiền lại. Rồi, xong chúng ta lại dán thêm cái lớp băng keo xuống dưới nữa. Chúng ta cố định lại. Đó, chúng ta cứ dán cho nó chắc nha các bạn, để cho nó không dễ bị rơi. Đó, và các bạn cứ làm lần lượt như vậy. Thì cái tờ tiền nó có hai mặt. Nó có hai mặt thì các bạn cứ thích làm mặt nào thì các bạn lấy mặt đó các bạn làm nhé. Đó, chúng ta dán băng keo lại. Rồi dán xuống dưới nữa các bạn nhé. Mình dán khoảng độ 3 đến 4 lần băng keo đó để cho nó chắc. Rồi và bây giờ các bạn cứ làm hết như vậy cho đến 30 tờ các bạn nhé. Thì các bạn bó bao nhiêu tờ thì các bạn làm mấy nhiêu tờ. Thì thường thường ở giữa mình hay cho một bông hoa, hoặc các bạn có thể cho 3, 4 bông hoa hoặc nhiều bông hoa. Thì tùy các bạn nhé. Thì chúng ta cứ cắm xung quanh thôi. Thì mình có thể chấm thêm một ít keo, keo sữa để cho cái bó hoa của mình được chắc chắn nha các bạn nhé. Để chúng ta cứ cắm theo từng hàng như vậy, tròn xoay đều nhé. Để chúng ta cắm thì đến lúc chúng ta chỉnh làm sao để cho cái hoa hoa nó đều và đẹp nhé các bạn nhé. Và chúng ta cứ cắm theo từng hàng như vậy. Phải cắm cái lớp hàng đầu thì cao hơn hàng thứ hai một chút xíu. Rồi chúng ta cắm thì quay hai cái cánh, cái cánh tiền vào cái mặt của mình ấy. Đó, chúng ta cứ cắm vòng tròn như vậy các bạn ạ.
đối với những cái bó hoa tiền này, nếu mà các bạn thích bỏ hoa khô thì các bạn bỏ nhé. Mình thì mình bỏ vào thì thấy nó đẹp hơn và bó hoa nó to hơn các bạn nhé, cầm nó đầy đặn, nó chắc chắn hơn. Và bây giờ mình độn thêm một cái lớp giấy đỏ này nữa, bởi vì khách ngày hôm nay yêu cầu là bó hoa nó phải có cái giấy đỏ này, và họ rất thích màu đỏ. Thế nên là mình lấy cái giấy lụa màu đỏ này, mình sẽ độn một đi một lớp cái giấy đỏ này các bạn ạ. Thì mình cắt cái giấy lụa này ra lại khoảng bộ một gang tay ạ. Thì chúng ta cắt ra làm 5-6 tờ như vậy, rồi chúng ta gấp nó lại. Thì gấp xéo qua xéo lại như thế này, để chúng ta lấy cái kẽm, chúng ta lấy băng keo chúng ta quấn lại thôi nhá. Rồi lát chúng ta cắm vào bó hoa để nó tạo một cái lớp nền màu đỏ nữa nha. Thì tùy các bạn có thể làm theo cách của mình, hoặc các bạn có thể bỏ bớt đi một phần nào đó nếu các bạn cảm thấy không phù hợp hoặc không thích nha. Và bây giờ chúng ta đã đi xong một cái lớp giấy đỏ, giấy lụa đỏ đó. Thì giờ là chúng ta đi đến lớp giấy chính nha các bạn. Thì cái phần giấy chính này, đầu tiên là mình sẽ lấy 3 tờ giấy này, xong rồi dọc ra làm 4 các bạn nhé. Dọc ra làm 4 miếng. Thì chúng ta sẽ gấp và chúng ta ốp vào thôi. Cứ gấp qua gấp lại rồi mình ốp lại nhé các bạn nhé.
Bây giờ chúng ta đã đi xong cái lớp giấy này các bạn nhé. Thì giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ là đi cái phần chân của bó hoa. Thì cái chân của bó hoa này thì các bạn có thể lấy từ khoảng độ 3 tờ giấy các bạn ạ. 3 tờ giấy thì mình dọc ra làm đôi các bạn nhé, xong rồi gấp chéo qua chéo lại rồi mình ốp phần chân của nó thôi. Đó, cứ gấp chéo này xong ốp thẳng cái chân của nó luôn nhé. Và cứ chúng ta cứ làm như vậy, nếu mà chúng ta muốn chân của nó phồng to thì chúng ta ốp nhiều giấy thôi.